BOT. Giang quê tôi đường trên đinh bụi điệp trùng bãi mía hương ngô ruộng bậc thang lúa chín vàng như thảm cây thông cao xanh biếc phủ mây trời em bé ngây thơ mặt lọ lem vui cười trong
ngước nhìn lên lung linh sao vàng, ngọn lửa thiêng liêng, ngọn cờ tổ quốc, trong tiếng dù đất mẹ à ơi. Gọi đi, bảo ông Bình gọi cho cái ông chủ nhà ấy. Ơi, tiến lên kia làm ấy à? Mọi người xong chưa? Chụp ảnh không? Đi ra đây. Đây này, nếu mọi người được chéo đây này để chụp ra thì là góc rộng này được cờ luôn này. Không chụp đâu ạ. Tớ mai luôn. Đẹp luôn. Anh ơi. Chưa. Rồi. Chính là sáng. Không đứng mẹ lên thôi. Bám vào cột cũng đứng lên. Sợ đéo rồi. Chết con Sơn đi nhờ tí. Gà đằng sau có người đang chụp kìa. Anh ơi, đằng sau anh đứng trước người ta như thế. Sơn này, đây mới đẹp này. Bắt đầu từ đây. Đây đứng ở dưới. Từ đâu? Ngồi như này. Anh cho em chủ cho thằng này này. Thôi hôm nay em hầu đó tí. Đúng không? Video mẹ mà chồng video mẹ. Đó chứ đúng rồi, đúng chồng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn gì anh ạ? Với em nhìn nó chẳng nhìn.
xe đằng sau là vẫn đi cùng mình. Đúng khả rồi. Năng tua giống nhau. Chắc khả năng chốc cũng về đồng mặt luôn. Thank you.
Đây nhà này cũng là xịn quá đấy. Đúng rồi. Ép thôi để cho hai anh đi. Đây, em hỏi anh em có đủ cho em lên mà cạnh. Ngồi bên này. Xong rồi em vào tay cầm chén trà. Quá. Có 3 lượt, mỗi lượt một tí thôi. 3 loan thì cuối cùng là đấy. Nhờ 3 lần. Chứ anh với thằng kia mẹ nhờ một tí nó đổ cả cốc của nó vào tôi. Hôm qua mẹ em uống thêm khoảng 2 lon bia nguyên xì đấy là chắc là em đi vào lấy răng này đó. Tôi mà say là tôi phải ngủ khoảng 10 giờ tôi mới hồi. Ở đấy thì rực rỡ
màu núi màu rừng, cho lòng anh mê say nọ ngời. Rồi em bằng tiếng khen sao em mải mê hát, chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Hả? Thì đó là nếu mà làm cái giấy phép để mở thêm ngành nghề thì rất đơn giản. Thì thứ hai em sợ ấy xong em nghiên cứu nốt, hôm nay xong thì em chuẩn bị cho anh những cái hồ sơ rất gì. Thứ hai anh qua. Mà. Thì đã biết gì đâu, thì nó bà Lan bảo thế, em có đi làm với nó thì nó bảo thế, thì đã biết gì đâu. Ủa thế à? Hoặc là người ta làm lương xong người ta đánh lương thưởng như anh nói, là lúc đấy người ta làm lương là người ta trồng ngô. Ủa cái chỗ mà Paga thì như thế này. Phiền anh uống uống thật say để lòng với nỗi buồn thương anh, hãy về cùng. Chẳng nghe khen anh gọi, chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dưới chợ phiên anh uống uống thật say để lòng với nỗi buồn thương anh, hãy về cùng anh.
mình đi vào cái hẻm kia à? Cái đập kia là đập trữ nước chứ không phải thủy điện đâu. Cháy như ngập nhỉ. Anh em có chụp gì chụp đi. Phê à? Chụp nhiều quá trắng. Ở đó trong kia chụp. Và cái quán Tarolama kia. Nếu nhập đâu? Sân rồi mà. Vâng ạ. Nhập đâu? Đập đập. Đi mà ấy nhỉ? Cái đầu kia nó lại có cái đập chặn nước nhỉ? Khu thác bờ gọi là gì? Ừ, nó quá. Bác bảo là gọi cái gì? Có thể lên xe đi luôn được gì đó. Đi đi. Không rồi. Thì có khu du lịch tiếp là đảo dừa. Không có tên. Đảo khỉ hết. Bình thường mình. À. Tôi tưởng gọi là lên đập. Tôi thấy bố đi 15 cây. Từ kia là Cao Bằng.
ngồi vào giữa luôn. Đấy, chơi đi. Trông như kiểu là ông chú đấy vẫn ngủ ở chỗ ấy có ốc trạch gì không hai ốc hai một trạch tơi sao tỏi với lại rau cải luộc chấm rồi hai món rau đi ăn ăn nhiều ấy quá rồi. Lấy Hà Giang nắng hồng gói máy, bức tranh đẹp ngờ là tiền cánh. Núi nghiêng mình yêu thương, cao nguyên đa sang mừng kỳ vi. Mùa tháng ba năm đây, ớt ớt đây, ớt thóc còn ngon rồi, ớt thóc còn ngon rồi, cũng có ớt thóc còn ngon rồi. Nào, anh đưa lấy một nửa đi. Đây, 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 mà Tết mà nở thì thôi rồi. Thôi thì thôi. Thế ở đây là xứng đáng được đúng không? Được. Ôi đây tí em lăn ra cái chỗ mà tắm. Đâu? Hộp của Viettel kìa. Ờ. Giờ chỉ xem phun chưa thôi. Có cả cái tường kia cũng không. Em ơi đẹp nhỉ, cả cái có cả cái xích đu kìa. Ừ. Kinh doanh ở đây kinh doanh sau. Ui. Nào, Thủy. Lực anh đưa nhá. Mặc váy mông ấy nhé, mà chụp đây thì thôi rồi luôn. Chị Ngọc ấy, chiều lên về thuê bộ váy này mặc đi. Mặc ở đây không còn gan kìa, da gạo nó biết kìa, ôi trời ôi đẹp đẹp. Da gạo nữa. Ôi nhưng mà sắp bụng quá thôi. Đi vào. Uống đáy nước mà. Đi, vào đi, chiều ra chụp. Trông như xóm trọ trong phim Tuyệt đỉnh Kung Fu. Thật. Đi đây là mua đường tí cho nó vui.
đi vào làm thủ tục đi. Chiều cũng mất. Không có thì chịu khó một tí. Chiều chiều gửi nhé. Tại vì tối chắc là mấy phải báo mà đúng không? Sáng giờ tối. Bây giờ Diệp để đây à? Ý của em là em mới thử lên đó xem có ngủ được không. Không ngủ thì hai vợ chồng sang bên kia. Dạ. Ăn vào bên này. Trước tiên hai vợ chồng trẻ. Hai vợ chồng cũng phê được đấy. Hay lắm được mà. Cái giường này hay giường anh em đẩy vào ngon cái gì đâu mà. Thôi được gì, có giường. Mà một cái giường này ngủ hai người được. Đây là món không bị chị. Người ta thu giường rồi. Người đây cho nó ngủ đây. Nói chung là tôi hạ. Anh quay lên xuống à? Ở trên đây hay bên dưới này? Ăn trên này. Ờ được rồi, ngon rồi. Hoặc là dưới này, các thế tùy. Ở trên đi, không có xương đấy. Đêm vùng núi nó xương nhiều lạnh nhé. Alo. Thế nào? Không ngại thế nào? Đi. Đâu? Như thế này chứ. Như thế này chứ. Cái này mẹ, đấy là... Ta lại khỏi hứng. Đấy là bốc đu đủ à? Cái đào này nó lở cho xem nhé.
Chuẩn đang bảo tôi ngay nhá.